Ôi quý vị nhìn cái nấm xếp bọc đô nè quý vị. Hồi nãy đi lên mà không thấy cả nhà. Không thể nào thấy được luôn á. Rồi giờ đi xuống mới thấy ôi anh ú như thế. Anh mới mọc lên luôn. Anh ú không nữa. Thấy cưng quá ha. Ừ cái này. Ú nu hiền mũi. Cái vừa nó nóng độc luôn. Ừ. Và gia đình Thảo cuối tuần thu hoạch được bấy nhiêu nấm này dưới hạt dẻ nè quý vị. Giờ Thảo sẽ đổ hạt dẻ cho ra ngoài cái gỗ này. Thảo lượm được hạt dẻ to không quý vị? Hơn 10 ký á. Ồ. Nhiều lắm. Như lượm mới nổi tiếng rồi như. Của anh bự hơn em luôn. Ai anh lượm hay thấy bự anh lượm không? Không phải chơi lớp lát mình dùng hết. Ông chồng tôi giờ kinh nghiệm đầy mình. Em lụm có nhỏ, có lớn. Mà cái nhỏ thì nó cũng ngon. Vì quan trọng là cái thịt của nó có bột. Có bột nhiều. Chúc em lựa cái bự á, nên gì bển. Năm nay mình lụm to nhiều anh ha. Phần dưới đây nè. Cái hộp mà nó tròn tròn vậy mà nó nặng á. Nó ú ú thịt nhiều. Giờ anh về anh hút thuốc uống trà rồi vợ chồng Thảo chuẩn bị đi hái nấm. Cuối tuần sung quá trời trái chín luôn á anh, chắc kịp hái cho ông bà ngoại rồi nè. Mấy trái hùm hùm này hái được nè anh. Thảo hái mới sung về cho ba mẹ. Trái này nó cũng còn, nó mềm rồi. Quá trời chín luôn quý vị ơi. Vô mùa này nó bắt đầu chín nhiều rồi nè. Kênh kia nữa kìa. Ngày mai Thảo sẽ làm cho cái vườn nó sạch lại. Rồi Thảo sẽ đổ đất lên trên mấy cái chậu xốp này nè, giống như mấy cây rau này á. Và Thảo sẽ cho đất vô để nó giữ ẩm những cái cây rau, sang năm nó sẽ mọc tốt hơn á quý vị. Dàn xu của Thảo là phải kéo hết nè, để làm trước khi Thảo đi về Việt Nam. Để hồi ở nhà ông xã Thảo không có biết làm. Trời ơi bữa nay trái xu nè quý vị, nó bự. Ồ là la. Bữa nhỏ xíu đợt trước á quý vị, mấy trái nhỏ nhỏ mà Thảo để lại á. Còn đây nữa nè. Trời chưa kịp hái nó xước cái cuốn lên luôn. Nó nặng quá. Đằng kia nữa kìa. Trái lủng lẳng đó. Chắc dây su này thu hoạch chắc cũng được cỡ gần 10 trái á. Đây nữa nè. Nó nhỏ nhỏ nó nằm ở đây. Đây nữa nè. Su á nó chịu lạnh quý vị. Còn mà trời nóng năm nay á, của bên Thảo nó ra trái chậm quá chừng. Thảo tưởng năm nay là không có đậu nữa rồi, mà giờ nó đậu. Hoài luôn hả? Năm nào cũng bị 2-3 cơn bão.
Vợ chồng Thảo xin chào quý vị đang xem kênh Thảo ABC Cuộc Sống Pháp nha. Hôm nay thì cuối tuần chủ nhật, vợ chồng Thảo lại rủ nhau đi lượm hạt dẻ với đi hái nấm nha. Ở trên khu núi này rất là cao, ở vùng Anh Xá 67. Giờ Thảo mời quý vị cùng đi hái nấm với vợ chồng Thảo nha. Mới vừa tới đậu rừng thôi quý vị, cho nên giờ đi vào trong rừng xem từng này có được hái nấm như những từng trước hay không. Mới vào trong rừng thì thấy cũng có mấy cặp vợ chồng người ta đi ra, người ta đi lụm hạt dẻ rồi đi hái nấm nữa. Giờ thì vợ chồng Thảo đi là cũng khoảng giờ này gần 1 giờ trưa rồi quý vị ơi. Đi trễ lắm, tại vì có công chuyện ở nhà đó, không có đi sớm được như người ta. Dưới đây thì hạt dẻ cũng nhiều lắm nè. Ở đây hạt dẻ rụng quá chừng luôn, nhưng mà người ta đã lụm bớt rồi. Thảo mới lụm được có chút xíu đây nè. Rồi đem theo bánh để khi đói ăn. Rừng mùa này nó vẫn còn xanh lá, bởi vì đây là đa phần là rừng thông quý vị, thông cho nên cái lá nó không có qua màu vàng được. Lá vàng này là của cây hạt dẻ đó. Ở đây có một đám nấm, nấm này ăn được nha quý vị. Đã thấy những người Tây người ta hái, người ta đăng trong group á, nhưng mà vợ chồng Thảo thì không có hái. Nấm này mà mọc á, nó mọc bụi bụi gì nè, hái một cái là cả gần 2 kg á, quý vị thấy không, quá chừng luôn á, nằm rải rác dài 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 luôn. Người Tây cũng hái ăn nữa đó quý vị, ta lượm chứ. Nhiều số kể mà người ta cũng. Quý vị nhìn mấy loại nấm này nè, nó mọc gì mà cả đại gia đình luôn á, cả một vương quốc luôn á. Còn đại gia đình nấm tím này nè, cũng ăn được luôn nha. Nhưng mà Thảo không có hái, bởi vì á, những cái nấm này người Tây người ta ăn được, người ta biết cách chế biến, mình thì không. Giáp nữa mình đi. Rồi. Cây nấm đầu tiên. Chừng té nha. Đó đó đó. Thẳng đó. Để bên em đi. Ở đây nó còn dễ dập hơn. Cái đó là nấm bột đô á. Thấy bánh quanh kia không? Để máy bên kia luôn. Rồi đây đây. Chút rồi bỏ thôi. Nấm độc đẹp không? Cái nấm này vẫn ăn được nha quý vị. Cái nấm này ăn được á.
mà Thảo không có hái đâu. Mưa mấy cái nấm này nó héo rồi hết anh. Nó dợp á. Mưa nhiều quá. Đây có bà nấm sếp nè, nhưng mà bà bị mưa gió, bà bị ẩm nước anh, hút nước á. Chồng Thảo xuống bên dưới, dưới con cái nấm. Không phải hả? Chứ gì vậy? Bu lê. Ôi, quý vị nhìn cái nấm xếp bọc đồ nè, quý vị. Hồi nãy đi lên mà không thấy cả nào. Không thể nào thấy được luôn á. Rồi giờ đi xuống mới thấy ôi anh ú như thế. Anh mới mọc lên luôn. Anh ú không nữa. Thấy cưng quá ha. Ừ, cái này. Ú nu hiền mũi. Còn ngó ngó vòng vòng đây có không? Thôi quá đụng cái. Wow. Cái vườn nó độc luôn. Ngon quá ha. Trên có cá nhưng mà hư rồi. Chốn tuốt ở trong, tròn cái góc nó tuốt ở dưới này luôn nè. Rồi. Đây hả? Nếu mà mình bỏ cái này đi. Quay mình bỏ ở trên đó. Cắt bỏ nha. Quay. Cái này trên này còn ăn được không? Quay. Để giờ em giặt, anh giặt cái vàng vàng á. Thơm quá chừng luôn. Thơm phức à? Ừ, thơm có mùi giống như nấm rơm nữa. Ừ. Thì nấm ăn được là nó thơm vậy đó. Gỗ này người ta mới cắt nè quý vị. Còn tươi luôn anh ha. Mới cắt bữa nay luôn quá anh. Nhìn số luôn ha. Số hiệu luôn ha. Một loại luôn. Em thấy kìa. Một loại gỗ luôn á. Ừ. Gỗ quý ha. Ồ mấy nấm này nấm gì ăn được không ta. Lại nhóc hết trơn nè. Quá trời nó luôn. Kìa kìa. Mình thấy rồi đó. Phải không ta? Phải, cái lá. Đó là hả? Ừ. Cái đầu nấm của nó giống như màu thịt với màu lá. Quá trời gỗ này thì cắt lâu rồi nè.
Ôi ơi, cảnh ở đây quá đẹp luôn anh. Coi kìa. Hoặc là hùng vĩ. Cho rừng bao la trên đó kìa, người ta cưa cây đó anh, nhóc hết trơn luôn. Muốn vô đây hay là qua đó? Giờ vợ chồng Thảo lên đây. Phải không anh? Mù Lê hả? Trên đây bu lê nhiều. Chồng Thảo khám phá và gia đình Thảo cuối tuần thu hoạch được bấy nhiêu nấm này dưới hạt dẻ nè quý vị. Hạt dẻ thì Thảo mới thu hoạch thêm được khoảng 3 kg nữa đó. Hai ngày cuối tuần thì Thảo thu hoạch được nhiêu nấm này, nấm xếp bọc đô quý vị. Được rồi, nấm xếp bọc đô cũng ít thôi quý vị, tại rừng bây giờ á nó cũng sắp cuối mùa nấm rồi, trời mưa nhiều, cái những cây nấm ăn được giống như vậy nè thì nó bị hút nước á, rồi cái nó bị rịu, rồi cái tự nó chóc gốc và nó rớt ra luôn, rất là nhiều luôn. Tại mình đi trễ, nếu mà mình đi hồi giữa tuần á là ok. Mấy bữa nay á ở thành phố Tashburg của Thảo mưa dầm mưa về luôn, cả cái vùng Anzac này cũng đều như vậy á quý vị, cho nên cũng được hơn 1 kg nấm thôi. Nấm này thì rất là thơm và ngon á. Nấm bự gì nè quý vị. Và hạt dẻ thì nhiều lắm, khoảng 14 kg. Thảo đi cái rừng kia lụm hạt dẻ không á, là đã hơn 10 kg rồi. Và hôm nay đi rừng nấm á, thì được thêm 4 kg mấy nữa, cũng có khá là nhiều luôn á. Thảo sẽ lựa những hạt to nè, Thảo đem về Việt Nam cho ba mẹ ăn. Rồi giờ video của Thảo đi hái nấm và đi lùm hạt dẻ đến đây cũng xin tạm dừng. Thảo cảm ơn quý vị luôn theo dõi và xem video ủng hộ gia đình Thảo. Nếu như quý vị thấy thích video của Thảo thì đừng quên cho Thảo một cái like nè, đăng ký kênh và chia sẻ video cho bạn bè người thân yêu cùng xem ha. Và Thảo chúc quý vị nhiều sức khỏe, bình an. Thảo xin chào và hẹn lại quý vị với những video tiếp theo nha. Bye bye.